Khambadika, hello mọi người, và mình là Coi, mình đã quay trở lại rồi đây. Chào mọi người đến với lại channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tới với lại đó là cộng đồng đột kích, phá bỏ game Ngọc Rồng. Chúng ta sẽ tiến tới với lại cộng đồng đột kích cùng với lại khẩu M4A1 Quan Vũ. Tuyệt vời. Đây là trận đấu đầu tiên. Sao đây? Nhảy qua đây mày. Yes, trời ơi, gặp mình chạy bắt dép để ăn bom mù nè. Trời hơi bị ghê nhá. Hình như là khẩu này là mới ra đời tại đột kích hay sao đó. Đấy, trượt phải các bác thấy mạnh chưa? Ôi giời ơi, lại đây em cân hết nhá. Chạy thôi. Đấy, gọi là cái chiêu mèo vần chuột này gọi là hơi ghê này. Ồ, thôi, em xin lỗi, Ôi giời, nhảy đéo qua được, biết nhảy đéo qua được rồi. Mày nè, ném bom chết cụ mày nè. Bom mù nè, bắn chết cụ mày nè. Ngu người. Vâng, đúng là ngu người. Ấy, vâng, đừng bắn em, đừng em. Em ơi, đừng em ơi. Đúng rồi, phải đứng im lại vậy. Rõ ràng. Trời ơi, cái gì cũng vậy, từ từ bình tĩnh. Lại đây à? Ôi giời, lại đây à? Đấy, trời ơi, đùa em hoài. Hơi ghê đấy. Các bạn thấy em chơi đột kích kinh chưa? Lại đây, lên đây. Lên hết đây. Ôi trời ơi, dễ lên quá cơ. Lại dễ lên quá, cơ. Một mạng nữa. Ôi trời ơi, cân hết. Lên hết đây, trời ơi. Sông bay lên hết đây, em chơi một lần. Ôi trời ơi, sao dòm tè le thế này? Ôi trời ơi, vỡ mặt em rồi. Ôi ơi, ôi thôi, em xin lỗi, Em sai rồi. Ôi trời ơi, thôi. Cạn lời luôn, 1 cân 3. Trời ơi, quá kinh. Như vậy là ghê rồi. Bây giờ sao đây? Ôi trời ơi, hero à? Xem các bác xem xử con hero này này. Nhìn gái xinh đấy mà tự nhiên biến thành hero, mẹ nhìn trai xấu thế. Lại đây, mình gọi lại đây 1-1 ta này. Trời ơi, toàn lũ thế này thì làm ăn được gì? Mày chết cụ mày đi này. Mày này. Ôi trời. Vỡ mồm, vỡ mộng mặc dù hơi ngu nhưng mà cào thì tao cào tới thôi. Ôi trời ơi, ghê quá, không ăn được, buồn vế lờ luôn. Được rồi, hôm nay thì nói chung là em cũng gọi là lâu lâu làm một clip đột kích, hy vọng các bác ủng hộ. Ok. Đấy, các bạn thấy không? Trời ơi, tay chuyển súng nhanh như cắt đấy. Trời ơi, hơi ghê đã. Bây giờ để xem đi ở đâu thủ dâm nào. Ấy, để xem ai có con trai biến mày. Ê, em xinh áo đỏ lăng kia. Ơi, đi khách sạn với anh không? Khách sạn Hoàng Lăng đây. Thôi được rồi, đừng có đi theo tao. Tao ghét nhất là mấy như mày đi theo tao đấy. Đấy, tao nói mà ghét mấy thằng như mày đi theo tao mà. Tao không có nể đâu nha. Tao không có nể tình đâu nha. Đừng có đi theo tao nha. Hồ biến này. Đấy, ui trời. Ô, thằng chó này, tao kêu đừng có đi theo tao rồi. Má, đang nghĩ sao nó vẫn cào được mình không sao. Đấy, đây là gọi là cái đẳng cấp mẹ nhảy thụt lùi nhưng mà vẫn ngu người. Bây giờ sao đây? Mày ngu người này, mất giáp đấy. Mày ngu người chết luôn này. Trời ơi, trình cao vờ lờ luôn. Giờ sao đây? Núp thùng. Thấy nó núp thùng, núp vô đây. Ôi trời ơi. Sao đấy? Em đứng trên cao này, ngon bắn ta đi nè. Riêng về gái là chúng ta phải cho nó bắn. Ê, con kia lên đây. Lên đây này. Mày ạ, tao nhảy xuống đầu mày này. Thằng ngu này. Ôi trời ơi, ngu người. Một pha ngu người. Bây giờ sao đây? Trời ơi, tuổi gì? Mày tin tao tự sát mày chết ngắc luôn không? Mày tin tao tự sát mày chết ngắc luôn không? Hả? Rồi mấy thằng này cỡ một cú tự sát 10 triệu HP lên bảng hết nhá. Đấy, kinh nghiệm dồi dào đây. Vâng, đúng rồi, em y tá xinh đẹp của anh. Ôi giời, em mặc áo màu đỏ đẹp quá đi. Trời ơi, nhìn gót chân nữa kìa. Phê lỏi hết đạn này, nói thật mấy này không bao giờ có được đạn lâu được đâu. Nói hết đạn mà không nghe. Dòm sau game ơi. Chết mày nè. Ôi trời ơi, kinh phết nhỉ. Gọi là đi theo điệu nhạc luôn. Nó bắn 2k9 HP chết luôn. Ui trời, dã man thật, 2900 HP chết luôn. Giờ sao đây? Ui trời ơi, thôi. Bỏ mẹ rồi, không được đùa với tụi này nữa. Em quyết định là sẽ không đùa với tụi này nữa, chơi đồng hoàng. Đằng là cầm M4A1 Quan Vũ. Một trong những người chơi zombie V4 ghê nhất Việt Nam thế này mà để tụi này khinh à? Tụi này, nhảy nè. Qua đây trốn này. Đây. Ủa, nhảy xuống đó rồi à? Cái đầu cớ nhà nó. Đúng rồi, cào chết cụ đi. Đúng rồi, vớ vẩn làm gì mấy anh này. Vớ vẩn như tép riu cả. Ok, đúng rồi, chứ ngu hay lắm. Đúng rồi, phải chửi em ngu đi. Đúng rồi, đây sao đây. Ơi, cương yêu, lên đây này. Úi trời ơi. Ăn tôm. Đấy, lên hết đây, đi theo gái. Cứ vậy đi theo gái, em là được cái là em hay đi theo gái. Đấy, con này này. Con này, đây rồi, gái đây rồi. Ơi em gì ơi. Úi giời ơi, sao lại rớt xuống cái kia rồi. Thôi em đeo. Đây rồi, gái. Gái ơi, giá bao nhiêu đây? Em à, giá bao nhiêu? Anh đi theo đây. Tình nguyện vì gái sinh tồn. Vì gái sinh tồn đấy, mày lên đi. Lên chưa? Đấy, ok, cúi đầu xuống cho lên luôn đấy. Đấy, vì gái sinh tồn, người ta kêu vì gái sinh tồn mà. Mày ném bom chết cụ mày này. Bom mù khác kiểu là điều này. Xạ này. Rồi rồi rỉa được rồi. Cầm khẩu này hơi căng đấy. Ấy trời ơi, thằng lòn này. Mày đéo có việc gì làm ấy sao mày đi. Lại đây lại đây lại đây. Lại đây tao dập cho vỡ mồm mày luôn. À, không có việc gì làm đi cào tao thế này. Kẹt chết mẹ rồi. Ra nào. Ra đường cho em trốn nào. Mày nãy giờ chưa ăn được mạng nào. Buồn vờ lờ luôn. Thằng nào dán cái thẻ thế này. Thấy tao đẹp trai quá à. À rồi không được luôn. Thay đạn liên tục. Ôi trời ơi. Buồn hoài. Cái con Temin kia mày đi ra sau đó làm đéo gì. Cái con Temin kia. Lên hết đây này. Chuẩn bị KS này. Cái này gọi là đẳng cấp KS. KS. Ôi trời thôi không được rồi. Bỏ mẹ rồi. Úi trời ơi, chết ngác. Trời ơi, hơi ghê đấy. Lại một con nữa này, double kill. Đấy, lên đây. Tưởng làm thêm mạng nữa thì triple luôn. Lên đây, em làm gọi là món zombie nướng chao cho các bạn. Lên đây. Đấy, ôi trời ơi. Thích thì làm món zombie nướng chao luôn. Trời ơi, xém nữa là cận chiến thì hơi ghê đấy. Đấy, rồi, thay súng đầu các kiểu. Rỉa máu. Rỉa máu. Rỉa máu. Ôi trời, thôi 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 bỏ mẹ rồi. Mặc dù là gọi là dân chơi game tem nhưng mà em chuyển đây vẫn ghê lắm đấy. Trời ơi, yếu nhớ thế nhỉ. Chà chà, căng quá. Rồi mạnh đấy, đúng rồi, phải như thế một mạng. Giết Temin này. Giết Temin này. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Lại đây thì chả cần hết thì sao? 4A1 Quan Vũ đây. Lại đây chả cần hết thì sao? Ôi ôi ôi, thôi rồi. Vỡ mồm rồi, tham cận chiến rồi, vỡ mồm tham cận chiến rồi. Nhưng mà một khi tao làm zombie thì bọn mày cũng chết hết cả thôi. Trước khi hết trận thì vẫn cao được thăng chứ. Ôi trời ơi, thôi yếu nhớt quá. Sinh lý yếu quá đi. Còn ván nữa kìa. Ôi trời ơi, chán quá đi. Bác ơi, ôi trời ơi. Sinh thế. Sinh thế bác ơi. Ôi trời ơi, đứng đây thủ dâm. À, chiến dịch núp vào đây trốn này. Đéo ai thấy mình. Thề luôn. Núp vào đây trốn đéo ai thấy mình luôn á. Trừ con Temin ra. Ê gái. Ăn bom không gái? Ê gái. Di chuyển đấy mày. Ăn bom mù không gái? Ôi trời ơi thằng này. Ôi trời ơi sao mình đẹp trai quá hả các bác? Sao bao nhiêu thằng đi theo mình thế này? Bao nhiêu thằng đi theo mình thế này? Ôi trời ơi. Lại đây, đi theo tao này, lên đây. Trời ơi, gọi là trình cao thì vẫn là trình cao thôi bác ơi. Mày thích chết à? Thích chết à? Lại đây. Ôi trời thôi được rồi. Lùi vào tí đi. Lành bụng ấy. Lên đây. Ôi trời ơi, bố lại sợ mày quá. Mày ngon mày ngóc cái đầu lên đây được thì thôi. Mình ngóc được cái đầu lên đây tao khen tài đấy. Tao nói thật mày luôn. Mày chay à? Bố mày xả đạn. Bố mày có tiếc đạn đâu mà. Bố mày tiếc đạn lắm cơ. Chạy. Chạy cho lành. À trời ơi. Chạy qua này tiếp. Anh Sáu Nồng bảo vệ em. Ôi trời. Ôi rồi, ôi hơi rối. Gặp dòm hơi rối các bác. Đấy, dòm bắn này. Ôi trời, rỉa kìa. Trời ơi, chỉnh cả vơ lơ luôn. Chuột phải này hơi kinh đấy. À ô, hai anh kia thủ dâm đâu kia à? Làm gì thế kia, đứng từ xa thủ dâm à? Mày thủ dâm này chết cụ mày này. Cái tội thủ dâm là đáng phải chết đấy. À thằng này lên hết đây, anh chả cần hết thì sao? Lên hết đây, cứ lên hết đây. Lên từng thằng phí thời gian. Lên hết đây đấy. Ôi trời ơi, mày cứ tưởng mày nhảy lên được đây quá cơ. Ấy trời ơi, nhảy xuống đom đéo chứ bạn ơi. Trời ơi. Ôi giời ơi, hết đạn này. Cho mày súng luôn đấy. Đấy, lấy súng mà xài. Dòm súng luôn. Đấy, một con. Ôi giời ơi, cầm lục vào. Có khác, đẳng cấp cao VL. Ôi giời ơi, em lại sợ anh quá. Ôi giời ơi, chạy. Chiến thuật này gọi là em tự sáng chế ra. À, anh Barret bảo vệ em. Ôi giời ơi, thôi được rồi. Đường này nó có thấy mình đâu. Cứ coi như ấy, mất lớp giáp rồi. Ấy, bảo vệ em anh ơi. Anh ơi, rồi hên quá nhảy lên được đây. Ô, thằng lồn này cào chết cụ mày luôn á. Đẩy cơ cậu mày. Bao nhiêu thằng đéo cào để tao làm hero coi. Show the win. Trời ơi, vỡ mồm thật. Quá đáng cậy đi. Cuộc tình em trái ngang vào lời hiệp cuối, chơi luôn. Quẩy hết mình với anh em. Trời ơi, kiếm gái đi theo thôi. À, gái ơi, nè, súng này. Ơi. Ấy trời ơi, thôi em thích chơi khẩu này hơn. Được cái khẩu này gọi là màu cam, tím, xanh cũng đẹp. Đéo biết khẩu này ra từ bao giờ. Và cũng đéo biết khẩu này vip cỡ nào. Em chỉ biết là khẩu này bắn được do. Sao? Ô, Làm dom à? Ừ không sao, dom bao nhiêu máu cũng được. Đấy, trời ơi, finish. Let's go baby. Dạ vâng, đây chính là zombie. Con zombie này đã được tiến hóa thành con Nassadin. Đấy, và bây giờ em sẽ ấn G này. Đấy, các thấy em cầm lên tay đó là quả bom nổ long cước. Vâng, một cú nổ long cước được ném từ xa. Ôi trời ơi, không thành công. Đúng rồi, em phải đi theo Temin. Anh Temin lên đi anh. Đúng rồi, anh rất dùng cảm đấy. Riêng bọn này là cứ phải để cho em ăn bom nè. Ui giời, quá đà, một pha bom quá đà. Đến tới có thứ 97, không sao cả. Nấp đây, đợi bom hồi sinh. À đây 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 rồi. À trời ơi, tao biết hết chiến lược của mày rồi nhá. Con chó này, con chó này, con chó này, mất giáp liền chết luôn. Trời ơi, trình cao đẳng cấp KVL. Ôi trời ơi, vỡ mồm thật. Bao nhiêu công sức của em bỏ ra, thế mày giết tao à? Núp, núp, núp. Qua đây, ê gái ơi, qua đây tao cho bắn này. Nói thật bây giờ mà nói thật, có một nhân vật nữa ở đây thôi, mình đứng im cho nó bắn luôn. Vì gái sinh tồn. Đúng rồi. Ui giời ơi, thằng chó Barret kia, mày đứng ở trên đó mày bắn tao đúng không? Cái thằng Barret cầm Barret đỏ đỏ ở trên cao kia kìa. Má mày, con chó này Khánh kéo thuê à? Khánh kéo thuê đằng nào? Tao ghét mày rồi. Mấy cái thằng Khánh kéo thuê mày đứng trên góc trên cao mà tao sợ mày lại quá cơ. À, mồi ngon. Vâng. Ủa? Đây, đêm ơ. Cao đéo tới quê rồi nha. Quê rồi nha. À đây rồi. Nói thật, em là của anh. Thằng chó này. Ngu người. Vâng, đúng là những pha ngu người đến từ có 997. Đã đéo biết bắn đột kích còn cố gắng. Không sao. Mày, tao nói tao không biết bắn đột kích à? Một cào một thằng nữa kìa. Trời ơi, cấp cao vừa lời cân luôn hero này. Nhảy hết xuống đây 40 cân mày luôn như sợ gì mày. Đâu hết rồi, ra hết đây. Ha. Win rồi. Ha. Ở đâu? Nó win mà. Ừ, nó win. Được rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip này. Một clip vui và hài hước, gọi là có chút vui nhộn và đồng thời là gọi là làm clip về đột kích cho anh em xem thế thôi, đơn giản thế thôi. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Chúc mọi người chơi game vui vẻ. Rồi anh em thấy thành tích của mình đứng ở đâu? Gần cuối, xin lỗi anh em, gần cuối. Ừ ok, gần cuối anh được, không sao cả, gần cuối anh được. Mà bộ M4A1 Quan Vũ phê nói quá. Ok thật rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của mình. Ok. Bye mọi người, chúc mọi người chơi vui vẻ. Bye nha.